Sau khi gửi thư báo cáo với Bác Hồ về quyết định thay đổi phương châm tác chiến ở Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến từng đơn vị pháo để động viên cán bộ chiến sĩ, vì biết rằng đây là bộ phận chịu ảnh hưởng tâm lý lớn nhất khi thay đổi cách đánh. Sau khi được làm công tác tư tưởng, toàn mặt trận lặng lẽ chuyển động rời khỏi trận địa ngay từ tối ngày 26 tháng 1 năm 1954. Trong quá trình kéo pháo ra, địch phát hiện nên đã cho máy bay bắn phá, gây ra nhiều thiệt hại cho lực lượng của ta. Với những nỗ lực và quyết tâm của bộ đội pháo binh, sáng ngày 5 tháng 2 năm 1954, khẩu pháo cuối cùng đã được kéo về vị trí tập kết hoàn thành nhiệm vụ kéo pháo ra. Mặc dù mấy vạn bộ đội ta đã bố trí sẵn sàng, tôi ra lệnh là cho pháo binh, cho bộ binh toàn quân rút ra khỏi trận địa lên vị trí tập kết, chuyển sang thì phương châm mới, chuẩn bị một thời gian để đánh chắc tiến chắc. Đó là cái quyết định khó khăn nhất trong cái đời chỉ huy của tôi.